Khi kết thúc cái livestream này và trước khi nhờ anh Long Châu chia sẻ đôi điều và nhắn nhủ với các bạn, đặc biệt là đầu năm và chúng ta hay đi xem bói hoặc là người thân bạn bè của mình hay đi xem bói, thì mình cũng muốn kể một cái câu chuyện nhỏ là vừa rồi có một bạn khách hàng, cái bạn khách hàng đến với mình á, là bạn cũng là học trò của thầy Viên Minh, là fan hâm mộ cuồng nhiệt của Long ca ca. Bạn biết tới mình là nhờ cái anh Long hay tương tác đó, xong rồi bạn mới biết em, cái bạn mới tới em nhờ tư vấn tâm lý, có nghĩa là bạn đã biết thầy Viên Minh rồi, bạn cũng biết những gì anh chia sẻ, cái gì mà trên clip á là bạn nghe hết, rồi bạn tìm hiểu thêm nữa, xong rồi cái bạn biết, nói chung là bạn biết hết, nói chung là biết hết luôn ấy, biết là phải sống hiện tại rồi, biết là mình không có chọn lựa, biết những câu như vậy luôn, biết những câu mà nãy giờ mình chia sẻ luôn. Nhưng mà cái câu hỏi bạn đặt ra cho mình trong tarot á lại là một câu hỏi mà đúng là con lại sai nữa rồi luôn á bạn. Cái trường hợp của bạn đó chính là bạn bạn có một người chồng nhưng mà hai vợ chồng không hợp nhau, hai vợ chồng thường xung khắc với nhau, và cuối cùng là chọn cái biện pháp á là ly thân một thời gian, xong sau đó bây giờ hai vợ chồng là đang đang trên đà có thể có sự hòa hợp trở lại, đang trên đà có thể có sự hòa hợp trở lại. Nhưng mà bạn đặt câu hỏi với mình là bạn không biết có nên quay trở lại hay không, hay là đi gì luôn, là bởi vì bạn cảm thấy bạn thật sự không có muốn quay trở lại lắm, có nghĩa là trái tim của bạn là không có muốn quay trở lại lắm. Cái điều mà bạn muốn quay trở lại trong cái cuộc hôn nhân này á là vì bạn sợ rằng bạn đang trốn chạy cái bài học của mình, và nếu như vậy bạn ly dị anh chồng này xong, bạn gặp một cái người khác bạn cũng sẽ học những bài học như vậy thì nó mệt quá, bạn không có thích như vậy, cho nên là bạn hỏi mình là có cái có nên chia tay cái anh chồng này không á, và cái mối quan hệ này nó sẽ đi đâu về đâu, nó như thế nào á, thì rõ ràng rằng là bạn ấy đang bị mắc kẹt trong cái y chang như câu này là con lại sai nữa rồi á, con lại chọn lựa hệ giá trị. Bạn biết là bạn cần phải đối diện với vấn đề, bạn biết là bạn cần phải học một điều gì đó, nhưng bạn lại muốn control cái bài học đó luôn. Bạn muốn học với đối tượng nào, thời gian nào luôn, chứ bạn không có muốn, bạn không có để nó tùy duyên đó. Nhưng mà thay vì tùy duyên thì bây giờ trong lòng mình muốn chia tay ông xã này thì mình chia tay thôi, mình chia tay xong rồi nếu mà mình lỡ gặp một người khác mà mình học lại bài học y chang ông xã này thì học tiếp thôi, bởi vì với ông xã kia mình không còn một chút cảm xúc gì để đối diện để học, mà chỉ vì ai đó nói với mình rằng đừng trốn chạy cái mình không mình lại quay trở lại cuộc hôn nhân này, trong khi mình biết rõ ràng rằng là mình không có muốn, trong lòng mình hoàn toàn, và mình vì mà cái vì đó lại là vì mình không muốn đối diện với bài học đó ở phía trước, có nghĩa là mình đang vì một nỗi sợ, mình đang chạy trốn cái cảm giác thực tại của mình chỉ vì nỗi sợ thôi. Và khi mà bạn nói ra như vậy á, mình hỏi bạn nói thêm một vài câu nữa thì câu chuyện nó càng nó lộ ra một cách thú vị hơn, đó là trước đó bạn đó đã đi coi thầy thầy bói một hai ông gì đó, thì ông nào cũng nói là bạn sẽ có ba đời chồng, thế là bạn không muốn bạn có ba đời chồng, cho nên là bạn không chia tay anh này, bởi vì bạn sợ là nếu, ý là ông thầy bói nói là nếu mà con đi dị á thì con sẽ có ba đời chồng, còn nếu con không đi dị á thì con chỉ có một đời chồng đó, cho nên là bạn cảm thấy là bạn không có muốn ly dị bởi vì bạn không có muốn có ba đời chồng. Xong rồi bạn liên kết từ cái chỗ câu thiệt ông thầy bói đó, thì bạn sâu chuỗi lại mọi chuyện thì bạn mới thấy à như vậy có thể là do với ông chồng này mình vẫn còn một bài học nào đó, cho nên là không có muốn chạy trốn cái bài học đó. Nhưng mà mình hỏi đi hỏi lại là trong lòng bạn câu trả lời là gì, thì bạn hầu như là muốn rời khỏi cuộc hôn nhân này, bạn không còn một chút gì hết, bạn cảm thấy là chẳng qua cũng chỉ là một cái gì đó nó nói chung là không còn gì đấy. Thì lúc đó mình mới nói là ok, cái chuyện mà ông thầy bói ông nói là bạn có ba đời chồng á chưa chắc nó đã là thật, mà giả sử như nó là thật đi chăng nữa ba đời chồng cũng vui mà. Nếu mà ba đời chồng, nhưng mà đời chồng sau hạnh phúc hơn đời chồng trước, và đời chồng sau giúp cho bạn phát triển về mặt tinh thần hơn, hoàn thiện về mặt tinh thần hơn, rồi giúp cho bạn ngày càng trưởng thành hơn thì có gì đâu. Chừng nào mà bạn ưng ba ông chồng nhưng mà ba ông chồng ông nào cũng bây giờ như nhau ấy, thì nó mới là vấn đề. Chứ còn bây giờ ví dụ như ok, cái người kia bạn bạn không còn cảm xúc gì nữa thì họ dạy bạn cũng đâu có học được, cho nên là bạn đi qua bạn gặp một người khác, biết đâu
người này người ta dạy dễ hiểu hơn, bạn học nhanh hơn sao, cho nên là tại sao lại né tránh cái đó. Cho nên là dù lời ông thầy bói có nói như vậy đi chăng nữa thì chắc gì đã đúng, mà nếu có đúng thì cũng vui mà, có cái vui riêng mà, có đâu sợ. Còn cái ông chồng này, mình ở lại trong cuộc hôn nhân này, chắc gì mình không có ba đời chồng. Nếu như bạn bị kẹt vào hình thức, bạn sẽ thấy bạn chỉ có một đời chồng. Nhưng nếu như bạn không bị kẹt vào hình thức á, có thể bạn sẽ ba đời chồng. Vì sao? Bởi vì ông này ông đã thay đổi quá nhiều. Ông đã từ một người yêu thương bạn, quỵ lụy bạn, cuối cùng bây giờ ông là một người không bảo bọc bạn, mà ông còn nói là nếu em phải tự bươn chải ngay từ đầu thì anh đâu có khổ. Ông nói câu đó với vợ ông như thế. Thì rõ ràng ông đã thay đổi thì ông đã là người thứ hai rồi, có khác gì đâu. Có nghĩa là nếu bạn không kẹt vào hình thức á, thì bạn đã thấy rằng bạn đang có hai đời chồng rồi đấy. Ông kia một đời, ông này ông thay đổi thành đời nữa rồi đó. Biết đâu qua một thời gian 2-3 năm nữa ông lại thay đổi thành một hình mẫu khác. Bây giờ ông chưa đánh đập, vài bữa ông đánh đập bạc tai, thế là thành ba đời chồng, có khác gì nhau đâu. Cho nên là đừng có bị kẹt vào cái hình thức đó, đừng có lắm lời, đừng có nghe lời ông thầy bói nào hết, mà có nghe thì cũng phân tích nó sâu vào, chứ đừng có bị kẹt. Rồi cái chuyện bài học, mình mới hỏi bạn là thế bạn biết thầy Viên Minh dạy như vậy đúng hết không? Thế thầy có nói một cái câu nữa mà bạn còn nhớ không? Đó là tùy duyên thuận pháp. Học bài học thì pháp nó đưa đến bài học nào thì học bài học đó chứ. Sao lại muốn control nó? Muốn là mình phải học bài học đó với ông chồng này nè, thời điểm này nè. Còn sau đó là mình mệt rồi mình không muốn học nữa. Nhưng mà rõ ràng bây giờ bạn đang mệt, chứ còn sau đó bạn mệt hay không nó đang là tưởng tượng của bạn. Bạn tưởng tượng là sau đó nó mệt. Nhưng mà bây giờ nếu bạn giải quyết cái mệt này rồi, biết đâu sau đó bạn lại giàu sức sống hơn, bạn lại đủ vững chãi hơn để bạn tiếp cận một bài học đó thì sao? Bởi vì trong quá trình bạn kết thúc mối quan hệ với ông chồng này, bạn gặp ông chồng khác đâu phải là qua ngày mai liền đâu. Nó còn là một cái thời gian rất dài. Và trong cái thời gian đó, bạn đã có thể gặp gỡ những người khác. Bạn đã có thể gặp, ví dụ gặp mình, gặp anh Long, hoặc là học một cái lớp học nào đó, là bạn đã trưởng thành hơn rất là nhiều rồi. Có nghĩa là bạn đã học xong bài học đó rồi. Các bạn đừng kẹt vào cái việc là mình học bài học đó ở đâu với ai. Bởi vì nếu như phước của bạn lớn á, thì ví dụ như cái nạn bạn là gặp cái ông chồng đó. Nhưng mà nếu cái phước bạn đủ lớn rồi á, thì bạn chỉ quẹt xe cái ông đó thôi. Đáng lý ông đó làm chồng bạn đúng không? Nhưng mà bạn chỉ quẹt xe, cãi nhau, ông chửi bạn một câu xong kết thúc cái chỗ đó, là kết thúc nghiệp ngay cái chỗ đó. Ý như cái tô nước của bạn nhỏ, cái cục muối bỏ vào nó sẽ mặn, nhưng cái tô nước là một cái thau thì bỏ cục muối vào nó không ý nghĩa gì nữa cả. Cho nên chỉ cần bạn rèn luyện bản thân mình mạnh mẽ, sống đúng pháp và gọi là bản lĩnh, rồi sâu sắc trưởng thành, thì bạn có thể đối diện hết tất cả mọi thứ và bạn sẽ xóa tan hết tất cả mọi thứ, đã thông hết tất cả mọi thứ kinh mạch. Các bạn hình dung không? Nên nó không, nó không phụ thuộc vào cái việc là bạn gặp gỡ ai, bạn gặp gỡ người này, hay là bạn học cái bài học đó trong giai đoạn nào. Bốn triết lý của người Ấn Độ rất là hay và mình đã trích dẫn trong quyển sách Càng Sâu Tới Đáy Càng Ngần Hồi Sinh, đó là bạn sẽ gặp người càng gặp bạn, cái gì diễn ra sẽ diễn ra vào đúng thời điểm của nó nhất. Rồi hình như là cái gì xảy ra là chắc chắn là nó sẽ phải xảy ra, đúng không anh ha? Bốn triết lý của người Ấn Độ em không nhớ chính xác lắm, nhưng mà nó tự tượng như vậy. Có nghĩa là nếu như cái người bạn cần gặp bạn sẽ gặp, còn cái người mà bạn không cần gặp nữa thì bạn sẽ không cần gặp. Cho nên đừng sợ, mình cuối cùng mình mới chốt lại với bạn đó, với bạn khách hàng đó là hãy lắng nghe cái tiếng nói từ trái tim của bạn. Nếu trái tim của bạn muốn ở lại trong mối quan hệ này thì dù không có bài học nào hết, dù sau đó năm ông chồng hay bảy ông chồng hay một ông chồng, bạn cứ ở lại. Nhưng nếu trái tim của bạn nói với bạn rằng bạn không thể ở lại trong mối quan hệ này ngày nào nữa cả, bởi vì ngày nào bạn còn ở lại ngày đó bạn sẽ chết chắc, ngày đó cuộc đời của bạn sẽ còn như là bế tắc hoàn toàn, và bạn không muốn điều đó, thì cứ ra đi. Dù sau đó có đau khổ hơn nữa, nhưng cái đau khổ đó cỡ nào có bằng cái đau khổ hiện tại của bạn không, bởi vì hiện tại là bạn đang bức bách rồi, bạn đang muốn bước ha quá rồi mà. Rồi dù sau đó là bài học gì chăng nữa cũng không còn quan trọng. Cho nên đó, mình nói với bạn đó như vậy đó. Cuối cùng mình chỉ chốt lại một câu đó thôi. Đừng có phụ thuộc vào cái trải bài của mình, mà hãy lắng nghe trái tim của bạn. Nếu như bạn phụ thuộc vào trải bài của mình, nghĩ là bạn đang vô tình biến mình thành mấy ông thầy bói kia, và thật là tội nghiệp cho mình. Thật sự là như vậy là các bạn làm tội nghiệp mình lắm luôn á. Tại vì các bạn đừng xếp hạng mình giống như mấy ông thầy bói đó được. Đừng có xếp hạng mình như mấy ổng. Đó, mình chỉ nói với bạn đó là như vậy thôi.
đừng phụ thuộc vào trải bài tarot của mình, hãy lắng nghe trái tim của bạn, cũng đừng phụ thuộc vào bài học, ai nói với bạn bài học này bài học kia, đừng có quan tâm, chỉ cần biết tùy duyên, trong cái trường hợp đó bạn muốn làm cái gì nhất là bạn làm, mà không hại ai, không hại người, không hại môi trường, không hại cỏ cây, không hại chính bạn, thì bạn làm, sau đó cứ tiếp tục như thế, thấy mình sai thì sửa, tiếp tục từng bước từng bước từng bước như vậy đó. Rồi anh Long ơi, chia sẻ cảm nhận ngày hôm nay của anh đi, em hết rồi đó, anh chia sẻ xong là chúng ta sẽ kết thúc để cảm nhận còn đi ngủ. Cảm nhận sao ta? Thực ra thì giống như kiểu mấy cái thông điệp mà hôm nay anh nhận á, nó giúp cho mình đi sâu vào trong cái mà mình ở đây. Thì những cái lời khuyên và những cái nó giống như nó dặn mình là cái thứ nhất nè, cái thứ hai là có một vài cái mà nó để cho mình hình dung rõ hơn về về những cái gì mà gọi là mình muốn, và cái trực giác của mình cảm nhận giống như kiểu mình xác nhận lại cái trực giác của mình đó, giống như một lần lần nữa mình kết nối lại những cái trực giác của mình. Bởi vì giống như từ đầu anh nói đó, là khi mà mình coi bài tarot đó, hoặc là mình có rất nhiều câu hỏi mình muốn hỏi để mình giải đáp những cái thắc mắc đó, hoặc là mình không biết cái câu, mình không có cái câu hỏi nào hết, nhưng mà mình biết được là cái nó muốn rõ ràng hơn cái trực giác của mình, thì anh nhận được những cái thông điệp rất là hay, và những thông điệp đó anh đã hình dung một phần rồi, và hôm nay thì nó sẽ chắc chắn hơn để cho mình tiếp tục. Và giống như là mình có người ngỏ lời như là ok, trực giác như vậy, mong muốn như vậy, hoặc là có những cái ý định như vậy thì là như vậy rồi đó, được ủng hộ rồi đó, hãy tiếp tục đi, thì mình sẽ chắc chắn hơn trên cái những cái quyết định của mình. Dạ cảm ơn anh, Vị cảm biết ơn anh rất là sao thực ra nhiều. anh cảm nhận là nó vậy đó, không biết nói sao hết, anh hiểu không? Nó rất là tràn đầy, nó rất là đã đủ đầy cho anh, và nó giống như kiểu nó là em được uống một ly nước đúng không, khi em khát nước đúng không, em muốn ly nước đó, nó đã khác như vậy á. Chứ còn mà em giải thích nó đã khác sao thì anh không biết được. Đó là cảm nhận về buổi rút bài hôm nay nghe. Dạ. Anh là nó là như vậy, có nghĩa là em có những cái gọi là trong người em, nó có những cái gọi là những cái chỗ trống nhỏ li ti, thì em có thể là em có thể là được thêm vô cho nó đầy 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 vậy đó. Dạ. Có một bạn hỏi Đó. là Lan lúng túng vậy kìa. Bạn Bởi vì thực Thu ra Vân. nó là nó những cái cảm nhận này không có giải thích được cái chị. Có nghĩa là nó không có thể mà xài bằng cái logic để mà mình giải thích cho mọi người được là cái này nó là sao 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 sao. Thường là anh rất là logic, anh sẽ nói là à cái này nó hay sao, nó dở là sao, hoặc là nó ngon sao, thì là thường nó rất là mạch lạc. Nhưng mà những cái cảm nhận này á thì anh thấy là vì từ ban đầu anh đã không có một cái gọi là cái mong đợi gì rồi, anh nói với em rồi đó, nên là em thêm này thì nó vui và cái thứ hai nữa là sẵn cơ hội này, em hiểu không, em giải thích tôi coi em Dạ biết em coi hiểu mà. ừ. Các bạn biết luôn, giống như lúc nãy khi mà mình giới thiệu cái bộ Miss Emotion á, thì rõ ràng là ngay từ đầu mình không có ý định dùng bộ này cho anh Long, không hề luôn, nhưng mà đang nhắc tới tâm lý, đang nhắc tới những cuối cùng là tarot nó có mê tín hay không, thì mình mới nói là nó không mê tín, bởi vì cái bộ này là trang tâm lý rất là hay dùng, thì anh Long mới nói là rút cho anh hai lá đi đó, thì nó rất là ngẫu hứng của hai anh em, thì khi mà mình rút hai lá nó lại rất là kỳ lạ và thú vị, đó là nó ra đúng hai lá của hai thái cực của cảm xúc, một bên là hạnh phúc, một bên là khổ đau, happy một bên là quỷ nguyên, cái này là lá mặt trời chân lý chói qua tim ngày mới, còn đây là lá đau khổ, nước mắt đau khổ tất cả tràn ly, và đây là hai hai thái cực, cho nên là
ở trong một cái đỉnh điểm nào đó chúng ta sẽ không bao giờ giải thích được, là chúng ta sẽ không có, mọi ngôn từ nó đều trở nên vô nghĩa. À, khi nào mà bạn ở trong một cái cảm giác như vậy, bạn sẽ cảm nhận rất là rõ. Lúc đó mình chỉ cảm nhận là mình chỉ muốn im lặng mình cười vậy thôi, chứ giờ nói mình cũng không, thực sự là cũng không biết phải nói như thế nào. Cái kiểu nó như thế đúng y như là anh Long giải thích, đó là mình khát nước, mình uống ly nước, ôi mình cơm, đã khát rồi, bây giờ hỏi chứ đã khát là cảm giác như thế nào, thì là đã đang ngã đã khờ khát sắc khát đã khát chứ giờ giải thích sao giờ. Nói như vậy đó. Bản thân mình ngày hôm nay á, khi mà đến với trải bài này á, nếu như mình có bất kỳ một cái sự mong đợi nào, một cái sự gọi là đúng hay sai, mình sẽ rất là sợ hãi. Và nếu như người khách hàng của mình là một người ưa đánh giá, mình cũng sẽ rất là sợ hãi, bởi vì có thể ngày hôm nay, một là cuộc đời mình sẽ nở hoa, hai là cuộc sống sẽ bế tắc nếu như mình gặp một khách hàng mà người ta nói ui sai rồi thế này thế nọ đó. Mình không phải là mình sợ cuộc sống mình bế tắc đâu, nhưng mà cái điều đó nó sẽ gây ra hiểu lầm cho mọi người và hiểu lầm không đáng tiếc về hình thức tarot. Đó là điều mình sợ nhất, chứ còn cái việc kia thì mình không sợ. Cho nên là khi mà mình xem bài cho anh Long á, thì mình hoàn toàn tin tưởng vào cái con người này, con người hết sức là giống người này, và mình cũng biết là mình là một con người hết sức là giống người, cho nên là mình hoàn toàn thoải mái, lá bài nào cũng được, đúng cũng được, sai cũng được, sao cũng được, bởi vì bản thân anh Long cũng là người đón nhận hết tất cả các thông điệp. Và nếu như hiện tại mà nó không hề giống gì anh hết, thì anh sẽ có cảm giác là thú vị, bởi vì nó sẽ tác ra trong mặt anh. Cho nên là mình không có áp lực gì hết, cho nên là đối với cái trải bài ngày hôm nay mình hoàn toàn thoải mái, và có lẽ đó là sự kết nối nhiều nhất của hai anh em. Cho nên mình cũng mong đợi với các bạn rằng mỗi khi các bạn đi xem bài với ai cũng vậy, bói toán, tử vi hay là với bất kỳ ai, mà nếu với mình thì các bạn cần phải nhớ như vậy nữa, có nghĩa là các bạn cứ thoải mái hết sức. Thì mình thì sẽ luôn trong tâm thế thoải mái rồi. Thời gian đầu mình mới bắt đầu bước vào con đường tarot đó, mình còn rất là nhiều nỗi sợ, chứ còn bây giờ thì mình bắt đầu thoải mái nhiều rồi, thì mình sẽ tiếp cận năng lượng với các bạn một cách tốt nhất. Và một cái điều nữa đó chính là cuối cùng thì cuộc đời của chúng ta vốn dĩ vẫn là một dòng chảy anh ha, cuộc đời của các bạn và của mình và của anh Long vẫn là một dòng chảy. Sẽ có những lúc chúng ta đứng lại vì mệt mỏi, sẽ có những lúc chúng ta mắc kẹt trong một cái hốc đá nào đó, nhưng mãi mãi nó vẫn là một dòng chảy, 24 giờ vẫn trôi và nước mãi mãi vẫn đi ra biển, lúc nào cũng như vậy Anh cả. có cái chia sẻ này nè, Dạ. anh mới nghĩ ra thì bây giờ anh mới rõ ràng là khi mà mình coi tarot á, mình nhận cái thông điệp á, dù cái thông điệp đó mình muốn hay không thì mình nên ghi nhận nó và mình giữ nó, và để mình soi rồi và mình so sánh, mình soi rồi là trong chính mình. Đó là trong những cái lời để mình nhắc nhở và mình đi vào bên trong mình, mình tự hỏi ủa cái đó nó có đúng như vậy hay không, và giống như kiểu là mình coi là à cái lời nhắc nhở đó coi chừng nghe nó cũng có thể dặn mình một cách rất là vi tế, có nghĩa là cái thông điệp đó không phải là bạn tiếp nhận ở bề ngoài là à tôi nghĩ là tôi đâu có như vậy đâu, hoặc là tôi nghĩ nó là tôi là như vậy thì là à đúng rồi bởi vì tôi nghĩ là như vậy, nhưng mà nó đúng theo cái bên trong của mình, bạn nghĩ bằng cái trực giác của bạn thì bạn mới cảm nhận được cái thông điệp đó, hoặc là khi mà bạn tiếp nhận cái thông điệp nào đó mà cái thông điệp đó không như bạn nghĩ, không nghĩa là nó không phải dành cho bạn mà bởi vì bạn chưa nghĩ đến sâu trong bên trong của mình thôi, hoặc là bạn chưa lôi bên trong của mình ra để bạn 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 soi rọi những cái thông điệp đó vào trong thôi, thì Dạ là đúng. những thông điệp của mình nó rất giá trị, chứ không phải là mấy bạn coi à đúng hay là sai, nó không còn là đúng là sai nữa mà nó còn là à bạn nhận được những cái thông điệp này và bạn phải 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 dùng nó và bạn phải chiêm nghiệm những cái thông điệp đó đối với chính mình thì nó mới thật sự hiệu quả và rất là uổng nếu như mấy bạn cứ rút ra những lá bài và mấy bạn à mong đợi nó như thế nào nó không phải, mà bạn phải giữ đó đây, mấy bạn cứ cứ chiêm nghiệm những cái đó thì nó mới có hiệu quả, nó là như vậy. Và thứ hai nữa là khi mà mấy bạn đón nhận những cái lá bài đó đó, nếu như mà
bạn đã có câu trả lời cho cái lá bài đó rồi thì bạn cũng có thể là bạn giống như kiểu là mình có một cái sức mạnh hơn để mà mình theo cái câu trả lời đó, đó là giống như mình tăng cao cái lòng tin lên. Nhưng mà khi mà mình nhận được cái gì đó, giống như anh nói với em là muốn một cái gì đó khác á, thì có thể là mình sẽ không nhận cái điều gì đó khác hết, bởi vì thực ra là mọi chuyện có thể là mình đang suôn sẻ thôi, nên là nó sẽ không có những cái lời gọi là những cái thông điệp khuyên này khuyên kia. Nhưng mà có biết đâu được đến một lúc thì mình nhận được những cái lời khuyên mà giống như ban đầu nói là nó lạc quả, thì không có nghĩa anh nói là không có nghĩa không không phải là lạc quả đâu, mọi người cứ giữ cái đó đi rồi mọi người sẽ soi xét lại, thì có thể nó có một cái thông điệp, mình phải hấp được cái thông điệp nó vào trong mình nữa. Nó là cái bước thứ hai sau khi đã kết nối, sau khi đã được nhận được thông điệp, thì cái việc mà mình dùng cái thông điệp đó mình đưa vào người mình như thế nào nữa mới là quan trọng nữa. Nhưng mà không nghĩa là mấy bạn bạn để cái thông điệp đó nó dẫn mình đi, mà mình phải đưa cái thông điệp đó, nó cái chìa khóa đó, nó đưa vào trong người mình mở ổ khóa ra đó, chứ không phải là để mình phải chạy theo cái thông điệp đó đó, anh nói vậy đó. Đó là những gì mà tinh thần của một người xem bài hiện đại, và là xem bài một cách gọi là đẳng cấp. Mình tạm gọi từ là đẳng cấp, sáng suốt là nên như vậy. Bạn Thu Văn Trần hỏi là rút lá bài ra để chiêm nghiệm, không phải để đánh giá hay phán xét. Mình hiểu là vậy đúng không? Đúng ạ, à, chỉ để chiêm nghiệm thôi, chứ không phải để đánh giá hay phán xét, để chiêm nghiệm. Đúng rồi. Và nhờ cái chia sẻ của anh Long Châu mà mình mới 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 nhớ ra là ok, mục đích cuối cùng tarot hay là bói kiều hay là thông điệp từ oracle, từ cái bộ những cái bộ bài tiên tri mà mình có là cái gì, tại sao chúng ta lại tiếp cận những hình thức này, là bởi vì trực giác của chúng ta không phải bao giờ cũng rõ ràng. Có những lúc nó như một bức màn sương che lại, chúng ta chỉ cảm nhận là có một cái gì đó thôi, có một cái gì đó trong cái quyết định này, có một cái gì đó trong mối quan hệ này, và tất cả những cái phương tiện này chính là những cái gọi là những cái cú gõ, những cái cú gõ để cho cái màn sương này nó được chọc lủng, chứ không phải là cái để bạn vịn vào và bạn quyết định, mà là nó chọc thủng cái màn sương để bạn nhìn rõ cái bạn muốn là gì, để bạn xác định hơn cái điều bạn muốn, để bạn chắc chắn hơn trực giác của bạn, hoặc là để bạn đánh giá lại cái trực giác của chính mình, những gì mình hiểu về mình, những gì mình hiểu về chính mình, chứ không đánh giá ở đây là đánh giá những gì mình đã từng hiểu về mình, có thể là tưởng, những gì mình hiểu về người có thể là tưởng đó. Nghĩa là mọi thứ nó chỉ để cho chúng ta tỉnh táo hơn, sáng suốt hơn, chắc chắn với quyết định của mình hơn, và không hối hận về sau, không bị phụ thuộc, không hối hận, chúng ta chắc chắn và chúng ta chọc thủng được tất cả mọi thứ để chúng ta đi sâu vào trực giác của mình. Mình ví dụ một cách rõ ràng hơn, bạn đang muốn quay lại với ông chồng, một cái người thầy bói nào đó nha, chứ không phải mình, nói với bạn là đừng quay lại. Tự nhiên trong tâm trí bạn nó sẽ có một cái câu cãi, không, mình muốn quay lại. Như vậy chứng tỏ là bạn đã rõ hơn trong lòng bạn nhờ cái câu tác động kia. Có thể cuối cùng là bạn vẫn quay lại với ông chồng, vậy là ông thầy bói đó nói sai. Nhưng mà như vậy cũng phải cảm ơn ổng, bởi vì chính ổng đã giúp cho bạn nhìn ra được cái muốn của bạn là gì. Đó, thì đó chính là cái điều mà ngụ ý của anh Long chia sẻ là mình, và cũng là ý của mình luôn. Đó, nó là như vậy đó, để cho bạn xác định rõ ràng một lần nữa trực giác của bạn, cảm nhận của bạn, quyết định của bạn, và bạn sẵn sàng đối diện, đối mặt, chứ không phải là để bạn hành động theo cái trải bài tarot, theo cái kết quả của trải bài, hay là xem nó đúng hay là sai so với cuộc đời của các bạn. Và bói toán cũng như vậy đó, cho nên là hy vọng là tất cả chúng ta đều trở thành những cái người đi trong cuộc đời của mình một cách rất là tỉnh thức. À, ngày nào không tỉnh thức thì hãy bu bám đồng bọn xung quanh để tát cho mình tỉnh thức. Chứ không lúc nào mình cũng tỉnh thức đâu ạ. À, đó, vậy đó. À, em cảm ơn anh Long.
nhiều. Cảm ơn tất cả các bạn. Không biết là các bạn còn cái gì hỏi anh Long Châu hay là hỏi mình đúng không ạ? À, lúc nãy hình như mình thấy có một bạn hỏi là có thể mua những bộ bài này về để tự chiêm nghiệm cho chính mình không? Có. Mua bộ nào? Mua bộ nào mà bạn cảm thấy thích? Đừng có nghi lời người ta là nói là bộ này là dành cho người mới bắt đầu nè, bộ kia là dành cho người giỏi nè. Đừng. Những cái đó nó không liên quan gì hết trơn á, bởi vì cái bộ mà dành cho người mới bắt đầu nhưng mà bạn không cảm nhận được á thì nó không phải là dành cho bạn. Bạn phải cảm nhận được cái bộ đó. Ví dụ như mình sử dụng cái bộ mà dân tarot gần như không ai dùng, rất nặng, rất to và rất khó sáu bài, rất là khó sáu bài. Và cái bộ này luôn một bạn tarot rất là nổi tiếng, YouTuber nổi tiếng, mua về dùng đúng một lần, trong cái lúc trải bài và đang livestream bạn nói là trời ơi lúc mua không nghĩ ra nó như vậy vậy, và thế là bạn không dùng nữa. Nhưng mình chỉ hợp đúng bộ này, không hợp bộ nào cả. Bây giờ nó đã mòn và cũ lắm rồi nhưng mà không vẫn không thấy kết nối với bộ nào cả. Cho nên là lên mạng tìm hiểu hết tất cả những, chỉ cần bấm Oracle Card thôi. Tí nữa mình sẽ comment ở dưới là các bạn sẽ ra hàng lốc và cứ nhìn những cái hình nó rồi xem review, thấy mình thích và cảm nhận cái lá bài, cái hình vẽ nào mà mình cảm thấy là nó có một cái gì đó nó hay lắm. Tự nhiên mình nhìn cái mình cảm giác mình muốn như mình muốn có người yêu vậy đó. Thế là mình muốn có bộ đó thì là bộ đó dành cho bạn. Mấy cái vụ anh mà ra ngoài. Dạ. Anh nghĩ các bạn không nên mua bài tarot để cho vui thì được, nhưng mà các bạn muốn nghiêm túc là mấy bạn nên coi, nên nhờ những người chuyên nghiệp để coi biết sao không. Bởi vì thực ra các bạn coi tarot thì thường là anh nghĩ là một năm coi hai lần, ví dụ như vậy. Mình không có coi mỗi ngày đâu, bởi vì thực ra mình đã nhận thông điệp rồi thì mình phải nghiền ngẫm cái thông điệp đó và mình phải làm hành động, chứ mình suốt ngày mình cứ rút thông điệp để làm cái gì trong khi mình không có làm gì hết, đúng không? Nên là mọi người nên tiền để coi những bạn như là Salatam đi. Bởi vì anh có nhiều bạn nói anh coi tarot, học coi tarot đi, nhưng mà anh nói không, bởi vì đã có những người coi giỏi hơn anh, tại sao anh phải học để làm cái gì, đúng không? Thì một lâu lâu mình muốn coi thì mình nhờ những người có chuyên môn người ta coi cho mình. Thực ra thì mà không phải là lúc nào mình cũng coi, mình phải làm việc nữa chứ, mình phải hành động. Long nhắn gửi luôn cho mấy bạn là mình phải hành động. Thì một cái thông điệp mình đưa ra đó là thông điệp đưa ra rất là dài hạn, là mình phải hành động. Khi nào trong cái con đường hành động đó mình bị thắc mắc thì mình mới xài thôi, ví dụ như vậy. Thì cơ bản là, nhưng mà mọi người muốn cho vui thì cũng được, nhưng mà muốn một cách mà thật sự sâu sắc á thì mình coi hời hợt thì nó cho vui thôi, thì mua những cái bộ dễ thương để coi. Nhưng mà trên cái con đường mình nghiêm túc, cái con đường mình đi luôn á, giống như là con đường mình là một lựa chọn sống chết cuộc đời của mình đó, ví dụ như vậy á, thì anh nghĩ là mình nên cần những người thật sự là chuyên nghiệp để cho kết nối những cái tín hiệu thật sự chắc chắn để mình đi cho nó đúng thôi đó. Dạ đúng rồi. Hồi nãy mình nói không có rõ ràng, chứ còn ý của anh Long Châu mới thật sự là ý mình đó. Nếu mà bạn muốn cho vui, tại vì lúc đầu bạn hỏi là bạn mua về để bạn tự chiêm nghiệm cho bạn á, thì ok là bạn thôi, bạn mua cho vui rồi bạn tự chiêm nghiệm cho bạn thôi. Nhưng mà nếu như mà bạn nói là bạn mua để bạn học xem tarot á, thì thật sự mình không khuyến khích đâu. Nhiều người hỏi mình mở lớp dạy tarot, mình không bao giờ mở đâu. Đừng mơ mộng cái ngày đó. Salatam không bao giờ mở lớp xem tarot. Mở lớp chia sẻ về cái mục tiêu xem tarot thì có, chứ còn không bao giờ mở lớp dạy xem tarot. Được, bản thân mình đây mà còn phải anh Long Châu mà không quất vô mông mình á, chắc gì mình ngày hôm nay đã đi livestream cùng các bạn đâu. Hôm đó anh mà không nói em cái câu, không nhắn tin cho em một cái tràng dài là anh tin tưởng con đường xem tarot của em, chắc gì ngày hôm nay em đã xem bài như thế này đâu. Tất nhiên là mình xem bài cũng phải phụ thuộc vào anh Long Châu không. Nó là một giọt nước tràn ly thôi. Nó là tất cả các duyên phận xảy ra, nhưng anh Long Châu vẫn là một trong những nguyên nhân gần như là gần cuối, những nguyên nhân gần cuối vì những cái tin nhắn đó mà cuối cùng luôn là ngày hôm đó mình chọn lựa là mình sẽ livestream về cái con đường tarot của mình. Và bắt đầu từ lúc đó đến bây giờ thì gần như là mình công khai, mình không sợ gì cả. Cho dù mình đi training có nhiều trường học, có nhiều hiệu trưởng trường học, quá như hồi chiều này chứ đâu, thì thầy có hỏi mình là tại sao em lại chọn tarot, vì nó hơi kỳ kỳ, nó mọi người vẫn còn đang nghĩ là nó bói toán quá và nó ảnh hưởng tới con đường chuyên nghiệp, chuyên môn về mặt tâm lý học của mình. Bởi vì mình còn là một diễn giả, mình còn là một người training
Và mình cũng kể thật với thầy thôi, giờ thầy thương thì thầy chấp nhận, còn thầy không thương thôi mình chịu thôi, chứ giờ mình không bỏ được nữa rồi. Con đường mình đã đi và mình đã chọn lựa thì mình không bỏ. Cho nên nếu như mà các bạn muốn đi một cách chuyên nghiệp á, thì như anh Long Châu chia sẻ á, các bạn cứ nghe lại những gì ảnh nói chứ mình không nói lại. Còn nếu các bạn muốn mua cho vui á, thì cứ mua vậy đó. Còn câu chuyện dài dòng về con đường Ở công bên cạnh nghệ cái kết này nối một thông cái minh. này anh mới để ý luôn anh Tâm, là anh thấy tất cả những Dạ. lá bài nó đều là những cái thông điệp rất là hay về những cái gọi là cốt lõi của triết lý đó, nên là anh thấy là coi tarot không gì là bậy bạ, với lại kiểu như là sai là do người ta áp dụng sai hoặc là người ta tự huyễn hoặc cho nó thành sai thôi, chứ còn những cái triết lý người ta đã đưa vào trong một bộ bài nó rất là hay, và mỗi cái lá nó đều có cái ý nghĩa của nó và thực sự sâu sắc, chứ không phải là đơn giản là em cần cái gì thì em rút ra cái này để mà nó xúi em đâu, nó không bao giờ xúi vậy. Em làm theo những cái lời nói của tao đó là em giỏi đúng không? Tất cả những cái lá bài em rút được lá nào mà em nghe theo tao đó là em sẽ em dù sao thì em vẫn là em đi theo con đường đó đều là con đường mà đúng đắn hết á, bởi vì nó nói rất là hay mà, nó đâu xúi mình làm bậy bạ đâu, có vấn đề Dạ là đúng mình biết rồi, mình đi không cũng hay, thôi đúng người rất là hay. Dạ đúng, bản không? thân lá bài rất là hay, nhưng mà chỉ có người người xem á, người đọc bài cho các bạn á, đã cố tình đọc cái gì Ừ, đó thôi, đúng rồi, còn người đọc bài người ta xuống này xuống kia thôi, chứ còn lá bài nó rất là hay, và đó nên mọi người khi mà coi tarot thì cũng cần một người để đọc cho các bạn, diễn giải cho các bạn, chứ không phải là đơn giản chỉ là lá bài đúng hay sai nữa đâu. Nhưng như mình nói lúc đầu á, đó là cái sự chiêm nghiệm, và chiêm nghiệm đó thì riêng mình chiêm nghiệm và cái người đọc bài cho mình cũng phải có một sự chiêm nghiệm nữa thì nó mới thực sự là có ý nghĩa. Rồi cô khuya rồi, hẹn bữa sau đi. ơn anh rất rất là nhiều ạ. À, cảm ơn anh đã dành thời gian cho mọi người, dành thời gian cho em. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chắc là bây giờ mình tạm biệt nhau ở đây luôn anh ha. Dạ rồi. Bye Dạ chúc anh ngủ bye. ngon nè, chúc mọi người ngủ Yeah. ngon. Tạm biệt mọi người. Cảm ơn mọi người Bye nhiều nha. Chúc mọi người Happy New Year. Happy New bye. Year.